Một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Đó là theo khoản 1 điều 26, Nghị định cho biết, nếu hộ gia đình cá nhân không chấp hành việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt, sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, theo điều 25 cũng có mức xử phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng nếu như vứt thải bỏ đầu mẫu tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu vực chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Như vậy, bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 tới đây, nội dung các quy định của Nghị định 45 sẽ có hiệu lực áp dụng.